chính là loài voi cũng đã đến tập tệ làm cổ ở đây. Quả lực quân giải phóng phá hủy một máy bay lên thẳng ngay từ phút đầu tiên, làm nổ tung kho đạn 1.500 tấn, khiến tình thế ít nhiều bị đảo chiều. Mô tả cảnh tượng trên, nhà báo Mỹ Michael Buckley đã viết rằng sáng ngày 21 tháng 1 năm 1968, pháo tầm xa Bắc Việt mở màn bao vây ở khe xanh với sự chính xác đến tai hại. 300 quả đạn đã làm ít nhất 18 lính Mỹ tử trận, 40 bị thương. Những quả đạn pháo ấy không khác gì rơi thẳng vào thủ đô Washington. Việc kho đạn 1.500 tấn chiếm phần lớn dự trữ đã bị phá hủy, khiến tình hình khe xanh bắt đầu nguy cấp từ ngày 22 tháng 1 năm 1968. Tiểu đoàn 1 trung đoàn 9 thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cùng máy bay vận tải chở đạn dược khẩn cấp được tăng cường cho khe xanh. Nhận thấy thời cơ để đẩy nhanh kế hoạch, ngày 23 tháng 1, Bộ Tư lệnh Mặt trận Đường 9 khe xanh hạ lệnh tiến công tiêu diệt cứ điểm Hội San nằm sát biên giới Việt Lào. Hội San là khu vực phòng ngự của quân đội Hoàng gia Lào cùng lực lượng liên quân với 6 đại đội và một số trung đội dân vệ, tổng cộng gần 1.000 quân, tổ chức thành 12 cứ điểm nhỏ, trung tâm là cứ điểm Tà Mây. Để đảm bảo chắc thắng, ngoài lực lượng trung đoàn 24 thuộc sư đoàn 304, Bộ Tư lệnh đã tăng cường thêm một đại đội xe tăng nội nước với 11 xe tăng PT-76, một đại đội công binh, một số trung đội địa phương và một số cán bộ địa vận của Pa Thét Lào. Về cơ bản, Pa Thét Lào là lực lượng có quan hệ mật thiết anh em với những người cộng sản Việt Nam. Quân đội Pa Thét Lào được tổ chức khá hiệu quả dưới sự trang bị và hỗ trợ